Sao bắn tốt, còn Vitality thì mình nghĩ là cũng sẽ được khoảng thời gian đầu tiên thôi. Còn những anh già bắn đến giai đoạn về sau khó thở lắm. Còn từ từ nói về câu chuyện đấy đã, lát nữa chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ quay trở lại với cả map thi đấu thứ hai cái đã. Map thi đấu Inferno pick bởi G2 và MIBA sẽ là đội tuyển xuất phát về Cityside trước. Nhìn qua một chút về lượng trang bị của đôi bên thì Jota đang là người lên full bomb. Còn với G2 thì có Alex CB cùng với Nico sẽ là những người chịu trách nhiệm support cho những người đồng đội của mình. Và Monezy được ưu ái drop ra một khẩu P250 để có thể tối đa về mặt hỏa lực dành cho G2. Như vậy thần đồng Monezy sẽ khá giống với cả vị trí của Simpo. Simpo thường sẽ được đồng đội drop cho một khẩu P50 để những tình huống đi pick người như thế này. Ở đây thì vị trí của Monezy đã bắn yếu được một người rồi. Đó là cái tên Jota. Jota mất đi cho mình khoảng đâu đó 31 HP. Ở đây thì gỗ 7 đang là người ngắm khu vực middle. Một góc đứng từ vị trí Poiler ngắm trực diện ra mid. Chạy góc rất kỹ, cẩn thận đến từ vị trí của Monezy. Một round đấu mà có vẻ như cái spot đã muốn set bài bom xe A rồi. Đồ được trả thẳng trong khu vực bom xe. Bây giờ exit đang bị nướng chín hoàn toàn. Đúng ở dưới khu vực pit. Nhưng lại đối phương quay vào từ rất nhiều đường khác nhau. Rách tanh vào bên trong làm cho mình hai cái mặt. Đội hình của MIBA tàn vỡ hoàn toàn ở trong round thi đấu pistol này. Khi mà cả ba người bên trong bom xe đều không có một tín hiệu phản kháng nào cả. Người dưới pit thì bắt một cách quá dễ. Nên không thể đem lại được sự khó chịu dành cho đội hình của G2. Còn hai người còn lại chưa kịp nhìn thấy gì, rách bắn cho toàn mặt thôi. Đỡ sao được đây, thậm chí Monezy vẫn còn đang đi bài tờ khu vực chuối. Và có vẻ như G2 họ có thừa thời gian để đi bắt sung đối phương trong round thi đấu pistol. Sẽ không để cho ai xếp lại giáp hay kit hay bất cứ một quả bom mìn nào cả. Liệu rằng có thành viên nào MIBA biết rằng Monezy đang ở đây không đây. Nhá ra phát hiện được đối phương rồi. Vị trí của cả hai thành viên MIBA đều đã lộ. Jota hạ gục Alexi B thành công nhưng bị Monezy đổi mạng ngay sau đó ở bơn gian. Khó mà chạy lên trời. 1-0 dành cho G2 và rất triệt để đến từ những anh chàng này. Điều đặc biệt là vị trí của Monezy không hề mất bất kỳ một HP nào cả. Với cái việc không mất HP thì Monezy chỉ mất 350 đô để lên rap 2 round sau thôi. Như vậy là Monezy sẽ là người có AK. Sau guy spot lượng hỏa lực của họ sẽ là rất mạnh. Ở đây chúng ta cùng xem những gương mặt có thể coi như là hơi trầm tư đến từ MIBA. Cái những tình huống đấu súng nổ ra thì guy spot họ luôn biết cách để làm sao có được lợi thế. AlexCB là người phi middle rồi tăng thẳng vào khu vực nối đến từ AlexCB. Quả smoke set cực kỳ chuẩn à, mình đến từ guy spot trong sai là vị trí của Benza thì nằm xuống rồi. Ở đây thì AlexCB bị kết thúc bởi Toto. Exit go với bạn của Danxi đưa tình huống về là 4v3. Đã giờ Baker đã yêu về trên Maria nhưng đang rơi nhảy trên lầu xuống có được một mạng rồi. Toto bắn cầu đi là quá khét đi cô đổi mạng gỗ 7 thành công nhưng trong sai thì vẫn còn đó vị trí của Toto. Một góc bắn chỏm đầu rất khó chịu của bạn Easy cô cho mình các bạn của Toto hay không đây nhấp nhá quay mà Jota kết trả nét ra kết thúc Nico rồi. 1v1 đến từ tài năng trẻ, vị trí của Monezy bên kia là Jota. Kẻ tám lạng người đúng 800 gam, 56 HP và 55. Một người thì giáp 1, người kia thì giáp 2. Nhưng cũng thực sự không có quá nhiều ý nghĩa nếu cả hai đều bị bắn vào đầu. Bây giờ thì Jota tập trung đang chơi một khẩu DE với đối phương luôn cho nó cẩn thận. Galin để đi đâu vậy trời? Monezy clutch thành công. Đem về chiến thắng thứ hai dành cho đội G2 Esports mặc dù tương đối chật vật. Khẩu AK đang còn rất nhiều sự cơ nào vì rất đẹp luôn. Và nếu như một số thông tin từ các trang báo thì có nói rằng là khi mà vị trí của Monezy sang bên phía G2 Esports thì Simple có kỷ niệm Monezy một con dao. Con dao rất đẹp luôn. Coi như là quà tri ân của người anh Simple dành cho người em Monezy của mình. Một round đầu bên phía của MIBA họ chỉ eco thôi nhưng vừa dùng cứu stack nết và Monezy mất đi cho mình khoảng gần 80 HP. Nico còn 64 máu, quả nết rất chất lượng được trả ra khu vực chuối đến từ MIBA. Dễ đoán mà thôi. 5 người, mỗi người một quả. Hai quả ném mít,
hai quả ném chuối. Quả còn lại sẽ được Exit giữ. Trong trường hợp đối phương đánh công, đánh vào khu vực bom sai B thì sẽ bị ném thẳng vào mặt và khiến cho họ bị díu hình lại với nhau. Lúc đó thì những khẩu lực của MIBA mới có thể phát huy được hiệu quả của mình. Bộ đôi Jack cùng với Hunter đang dần dần clear đi được khu vực bom xe A cho những người đồng đội của mình. Nhưng họ vẫn đang chùn chân tại khu vực middle. Và có vẻ như đội hình của G2 đang đi đúng vào cái bẫy đối phương răng ra rồi. Họ muốn đánh lên bom sai B, nơi có 5 người của MIBA đang chấn giữ. Vẫn còn một nết và tay của MIBA không phải là bé đâu. Set full bài bắn chuẩn chỉ vào G2 ơi. Đừng để thua một round thi đấu eco, nếu không thì sẽ là cực kỳ đen đấy. Nên trả ra Jack vẫn quá nhiều máu đi. Cô hạ được một người, Jack cũng có một Exit đổi mạng là tốt. Đó là tất cả gì ta có thể làm được. Một round thi đấu eco mà ý tưởng là hay của đội hình MIBA, nhưng kết quả thì không thay đổi, vẫn sẽ là 3-0 dành cho G2 mà thôi. Với những khẩu USP thì thực sự là rất khó cho MIBA, trừ khi cả 5 player bên phía MIBA đều bắn rất bay. Với những khẩu lục bắn toàn mồm thì may ra mới có cơ hội giành chiến thắng trước Guy Sport, một team vô cùng bài bản và chắc chắn nhất ở những round đấu một đối thủ eco. Guy rất hiếm khi để thua. Đây sẽ là một key round rất quan trọng của MIBA. Đội hình di chuyển khởi ra ban đầu đó là 4B, sau đó thì có hai người back về Boma rồi. Như vậy vẫn là một đội hình default thôi. 2B và 3A đến từ MIBA. Nhưng mà G2 nào rất hiếm khi thua eco nhỉ? Tôi vẫn chưa. Tôi nhớ không nhầm thì xác suất thua eco của G2 nó cũng hơi cao một tí. Nhưng mà thời gian gần đây thì đúng là có giảm bớt đi nhiều rồi. Bớt đi. Hy vọng là ở trong một round thi đấu full bài họ cũng không để thua. Và đội các bên MIBA cũng đang stack khá đông người tại khu vực bom xe A. 4A cường hết ra khu vực middle và đang có những setup úp mặt vào tường né flat cực kỳ hợp lý. Quan trọng là đội hình của G2 có đánh lên mid thật hay không. Round thi đấu trước MIBA đã bắt bài chính xác và round thi đấu này trông cũng có vẻ là đúng lắm. Vì với góc đứng này của Jack và một khẩu Mark 10 thì xác suất mà anh ta chủ động nhảy lầu là tương đối cao. Và thường những người chơi nhảy lầu họ sẽ nhảy vòng xuống khu vực boiler để bắt người. Xuống boiler mà nhìn thấy hai người thì sẽ rất khổ dành cho vị trí của anh chàng này. Không, đó là một tình huống tanh thẳng xuống pit đến từ vị trí của anh chàng mang tên Jack. Monezy tanh ra boiler hạ một người, Exit tanh công Alexi bị đẩy lầu hạ của một người. Và Hunter có được cho mình mạng của Turtle cũng coi như là dấu chấm dứt của MIBA dành cho round thi đấu này. 4-0 sẽ là tỷ số thời điểm hiện tại. Càng bắn càng thấy G2 đang hủy diệt MIBA như thế nào. Khủng khiếp. Khủng khiếp đến từ những cá nhân của Guy Sport. Họ sẵn sàng đè tay luôn MIBA. Mặc dù MIBA là một đội tuyển để đánh giá tay cũng rất to. Tao để thấy MIBA cũng đã đánh bại nào vì trên map thiếu đất 2 rồi. Cách đây không lâu. Guy Sport bước vào 2022 với một cái lineup có thể coi như là đầy tiềm năng. Người cũ là những cái tên như vị trí của Jack, Nico, Hunter. Có cả những người mới nữa, những người sẽ hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào lối chơi của Sport. Đó là vị trí của Monizy, Alex Sibi hay cả coach của Guy hiện tại. Đây chúng ta cùng xem lại những bàn tốt của Alex Sibi. Những pha bắn ở khu vực chân phòng sáng cũng như là tình huống Hunter đẩy ra bắn kẹp rất nhịp nhàng và uyển chuyển của Sport thôi. Họ đã tập dượt rất nhiều ở map Inferno này rồi. 4-0 thì Guy Sport. Ở đây xem round đấu hấp bài của MIBA. Nhưng chính ra thường những round thi đấu thế này MIBA mới là một đội tuyển đáng sợ. Round thi đấu mà họ bị dồn vào thế chân tường, chỉ xếp được cho mình khoảng 1 cho tới 2 súng của round thi đấu trước và những người còn lại chỉ bắn DE. Đa phần những anh chàng đến từ Brazil lại hay làm khó được đối phương. Nico đã bị bắn yếu, chỉ còn lại 10 máu thôi. Và đây sẽ làm lợi thế không hề nhỏ dành cho MIBA tiếp tục phát huy được hiệu quả với khẩu M4S. Khi Alex CB cũng là nửa cây. Bố 7 thì đang áp sát tầm gần. Bao cát vẫn còn người, bắt người này thì còn người kia. Setup quá đẹp đến từ đội hình của MIBA ở khu vực chuối. G2
gỗ 7 vẫn đang cố gắng nhặt lại một khẩu súng nào đó, nhưng anh ta không thể làm được điều này. Tay có vẻ như là đang hơi ngắn, nhưng điều quan trọng là quả C4 thì đã rơi. Và đây sẽ là một đội hình bắn 4B dành cho các thành viên của MIBA. G2 sẽ phải làm sao để đục thủng được hàng phòng ngự này đây. Họ còn một quả flash. Những quả flash tường đá luôn luôn là thương hiệu của G2. Và để xem lần này nó có tạo được hiệu quả hay không đây. Chắc chắn là vết này rồi. Lên cực kỳ đẹp, đối tượng cũng bắt đi từ trước hai người. Bắt đi được đến từ đội hình của G2 và bây giờ thì là người thứ ba. Sẽ là một tình huống 2vs2 dành cho G2 cũng như MIBA, nhưng trong bóng sai B vẫn còn có người Hunter ơi. Được phép chủ quan, Nico đã bắt được một mạng gục rồi. Và lúc này thì G2 có thể quay ngược bom xe A được. Nhưng thời gian không phải là nhiều, họ phải đánh B thôi. 8 giây vào sai nhưng mà ở Method vẫn cố định. Đó là vị trí của Toto. Toto có cho mình cái mạng của Nico rồi. Và Hunter vẫn kịp xuôi đến từ Hunter. Cặp đôi Kovac đang bắn cực kỳ bay. Nhưng mà Toto đã có mình được một mạng rồi. Với cái việc đặt được bom bên này thì hai bên đang đổi chỗ cho nhau. Một người đang đứng ở tròn, đó là Toto, và người đứng ở men thốt hiện tại lại là cái Hunter cơ. Và Hunter bắn đinh kinh quá, giạt ra bớt một tơ Raka. Đó là cái mồm cho vị trí của Hunter. Bom rơi rất xấu ở khu vực đầu chuối, nhưng mà một tình huống với những cá nhân vừa hay spot tỏa sáng đúng lúc. 3v5 thành công. Đây chúng ta có thể thấy tên đạn sấy của Hunter nó cực kỳ uy tín luôn. Mặc dù Toto cũng có một viên đạn DE rất tuyệt vời rồi đó, nhưng như vậy là chưa thể đủ để giúp cho MIBA thắng được một round đấu mà Guy Spawn họ chỉ mà họ chỉ hấp 3 thôi. Chính xác là MIBA hấp 3. Thực sự tôi luôn luôn cảm thấy một sự khó chịu đến đội của MIBA ở trong những round thi đấu mà họ yếu súng. Họ thường có những tình huống đột biến và khiến cho đối phương phải gặp nhiều sự khó khăn. Và G2 trong tình huống vừa rồi là một ví dụ. Còn đây, trong một round full buy thì chưa thấy mặt mũi địch đâu. MIBA, Zuta thì còn 12 HP. Chưa bơn ra thì cũng chỉ còn lại 33. Nhưng vừa rồi thì gỗ 7 đã kịp thời bắt đi được một mạng hạ gục. Đó là vị trí của chàng Monezy. Một lợi thế hiếm hoi mà MIBA có được trong những round thi đấu gần đây. Về mặt nhân sự ngay thời điểm đầu tiên. Nhưng quan trọng là có đủ để giúp cho họ giành chiến thắng round thi đấu tại map Inferno này hay không lại là một câu chuyện khác. Bắt bài bắn 4A chỉ để mình gỗ 7 solo B thôi. Gỗ 7 mà nằm xuống sớm như là sẽ là một thảm họa cho MIBA, khi mà gỗ 7 đang có một góc đứng rất cương ở khu đầu chuối. Còn ngược lại, người đang cầm bốp lại là tên Nico. Nico bắn ốp hay bắn rifle đều kinh, và gỗ 7 có bị LCB rồi nhưng danh gì đổi mạng thành công gỗ 7. Bom B đang mở rộng và không có ai bách về cả. Bây giờ vị trí của Benzan mới bách về thì liệu nó có phải là quá muộn màng hay không đây? Nhưng mà G2 Sport đang set bom vào bom sai B. Sẽ là một tình huống 4v3 thôi, nhưng mà Benzan có một tình huống bắn tốt xuyên sơ mốc. Rất điểm được danh tìm và sơ pam theo cảm giác cực kỳ hay của Benzan. Timing là cực kỳ chính xác. 2v4 rồi. Lại một lần nữa bộ đồ anh em nhà Kovac phải làm hết trong pha xử lý lần này. Một người thì có ốp, người còn lại là AK. Chí của Hunter không được quyền chết. Hunter bắt đi được bơn gian thành công. Rất may mắn đó là người đã yếu máu từ đầu tiên, từ giai đoạn đầu tiên. Nếu không thì Hunter mới là người phải nằm xuống cờ. Nhưng trừ 99 rồi thì cũng không phải là ai đâu. Nico bắt thêm được cả Zota nữa. Vị trí của Hunter đẩy ra rất hợp lý. Mặt ta mình tiếp tục bớ thêm được cả Kisoto. Chỉ còn lại một mình cá nhân của Exit mà thôi. Một pha bắn đinh với khẩu USP là không bao giờ đủ, mà vẫn là chiến thắng dành cho đội hình của G2. Khi mà những lợi thế được phát huy bởi những quả nết giai đoạn đầu tiên đã đem lại được cho họ một cái kết cực kỳ viên mãn. Đây, tình huống này nếu không nhờ bơn gian yếu từ đầu với những quả nết được trả ra bởi Alex CB khu vực đầu chuối thì xác suất mà vị trí Hunter nằm là vô cùng cao. Và Hunter mà nằm thì coi như là vị trí Nico cũng nằm, vì một ốp quẩy trong quát rất khó để thể chống được khoảng 3 người đối phương ập vào cùng một lúc. Alex CB phải lắc đầu. Một lời phải lắc đầu cho sự không phục dành cho cặp đôi Kovac. Bắn quá kinh. Đó là Hunter và đó là vị trí của Nico. Nhưng mà Hunter chỉ còn 1 HP thôi. Hunter vẫn có mình được một mạng nữa. Còn Nico bắn ốp. Nó là một cái thương hiệu gì đó rồi. Bắn rifle không khác gì hack cả. Bắn ốp thì cũng gần như tương đương.
khủng khiếp đến từ phong độ của Dico như Hunter ngày thi đấu hôm nay cũng như mọi ngày nữa. Đây sẽ là round đấu mà Guy Sport chỉ có mình Dico là người di chuyển độc lập ở khu vực bóng B thôi, còn lại thì bốn player đi cùng nhau và tiến lên mid rồi. Một round đấu MIBA họ cũng chỉ là half buy 14S cùng với đó là những khẩu DE Wood 7 bắn cho mình một khẩu 5-7. Cơ hội giành chiến thắng thực sự phải nói là quá ít ỏi cho MIBA. Nhưng với góc đứng này Jota có thể làm nên chuyện. Một góc đứng khá đẹp. Có lẽ không có nhiều giá trị lắm đâu vì G2 đang fake. Họ đang fake một bài đánh từ khu vực bom say B để có thể tiến công ngược vào A. Bây giờ có thông tin là súng to ở B rồi thì có lý do gì tôi không vào A nữa đâu. Tờ tổ trừ 9 này. Trên thành lầu vẫn có người và đội hình của G2 cần phải check cực kỳ cẩn thận. Bây giờ exit có mạng Berzan cũng là điều tương tự rồi. Hunter đổi được một mạng thật đấy. Còn này gì cũng vớ lên cả Berzan chứ không bao sai. Vẫn đang có người. Và đó là một round thi đấu chiến thắng dành cho đội của MIBA. Quá khó tin. Chỉ toàn lục thôi nhưng lại giành chiến thắng. Đó là điểm mạnh của đội tuyển đến từ Brazil lần này. Không hiểu vào một cái thời kỳ nào full buy thì họ luôn luôn gặp khó khăn. Nhưng cứ bắn những round kiểu half buy thì là bắn rất ghê. Mà đó là một tình huống mà Guy Sport hai player cuối đã không check trong sai. Gỗ 7 đứng đó từ đầu đến cuối mà không ai ngó vào gỗ 7 cả. Hơi đen của Guy Sport. Thật sự là họ quá vội. Về cơ bản là thời gian còn lại không phải nhiều. Thời gian không có nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các tuyển thủ trong những pha xử lý cuối cùng. Thì áp lực về mặt thời gian luôn luôn là một yếu tố có thể khiến cho các bạn chủ quan trong những pha xử lý của mình. À, vừa rồi giờ 2 đã gặp phải vấn đề đó. Họ lăn tụt lên quá tốt và bây giờ thì bye bye tờ tổ. 5v4 từ rất sớm. Hunter bắt được gỗ 7 trong sai rồi. Trời đất ơi, Guy Sport đang công vào bom xe A không khác gì họ đang chợ cả. Từng người của MIBA nằm xuống một và không đổi được bất kỳ một ai của Guy Sport. Guy Sport có bị cho mình 5 player. Tình huống Alex CB bị đồng đội như bắn đinh ra. Còn 20 HP thôi. Tình huống spam của đồng đội đã vô tình có viên đạn trúng vào mồm Alex CB. Nhưng không sao, quan trọng là chiến thắng đã dành cho Guy Sport rồi. Thắng 6 round. Họ thua 1 round thì thể hiện lượng tiền đang yếu. Nhưng với cái việc thắng round đấu này thì lượng tiền Guy Sport lại rơi vào cái thế ổn định thôi. Tôi đã nói mà, full buy thì kiểu gì cũng thua. Yếu tố nào đó nó hơi tâm linh một chút. Và cũng phải nói thêm là ở trong những round thi đấu mà đọc được lượng tiền đối phương yếu thì sự chủ quan đương nhiên phần nào cũng sẽ có. Đó là điều không thể tránh khỏi. Mà ở đây thì Monesi muốn làm điều gì đây? Để bắt súng của đối phương không thành công. Bóng bom plan quá đẹp đến từ các thành viên của G2 để chiếm được khu vực middle với một tốc độ vô cùng cao. Bảy một rồi. Muốn những sở tách để bao cát chẳng. Sau đó lại thôi sủi đến từ MIBA. Một round đấu mà Guy Sport đang gây ra được rất nhiều áp lực. Ở phòng sáng Toto đã bắt thành công được Hunter rồi. Một round đấu hiếm hoi trong trận đấu này mà MIBA có lợi thế hơn người so với cả Guy Sport từ rất sớm. Hai mạng cho Toto rồi. Pha di chuyển thông minh của Jack. Dùng một nết làm tung đất lên, vượt qua được góc kề ốp hẹp. Cuối cùng thì lại không thể thoát khỏi họng súng của Toto. Và đương nhiên việc mất hai người ở A thì việc tiếp tục quay lại đánh A sẽ là một điều gì đó khá liều lĩnh. G2 sẽ phải quay ngược trở lại bom sai B mà thôi. Và đương nhiên với một đội tuyển MIBA thì họ cũng phần nào đó tiên liệu được trước chuyện này. Họ đã cắt cử thêm một người nữa bách thẳng về khu vực City. Và như vậy sẽ là 3 bom sai B. Bom mìn có thể không phải quá nhiều.
chắc chắn những tình huống bắn nhau sẽ trở nên chất lượng hơn bao giờ hết. Một lửa được trả ra, còn đó là Nate và Flash sẵn sàng được búp bất cứ lúc nào. Nico là người đi tanh vào đầu tiên. Nico phát hiện ra người, Nico chưa có mạng. 20 giây của đội tuyển MIBA đang cố gắng sinh tồn bơn gian làm đổi. Và Monezy có lẽ cơ hội để hạ một cú tưởng là hết rồi. Monezy no scope chết đi hai người. Cái quái gì xảy ra Monezy vậy? Không, chính xác nó không phải tiếng no scope chết hai người. Tôi tưởng rằng chết luôn người quát. Và đây bây giờ thì Monezy no scope chết được người thứ hai. Điên rồ đến tài năng trẻ này và Monezy đang được rất gần với cơ hội clutch một tình huống để đời trong sự nghiệp của mình. Ba mạng hạ gục dành cho anh ta rồi. Có đoán rằng người cuối cùng đang ở dưới khu CT hay không đây? Trốn vào khu góc tối là một góc trốn rất đẹp, nhưng đối phương còn một lửa và tơ tổ nếu ném lửa vào đây thì Monezy coi như chết chắc. Chưa biết được, phải từ từ xem Toto ném qua lửa này vào đâu đây. Liệu rằng lửa Mentos hay không, nhưng mà thời gian đang trôi đi, trôi đi quá nữa và đúng là lửa Mentos rồi. Monezy biết định đang ở đâu và Monezy. Trời ạ! À, một tình huống có đất không tưởng đến từ vị trí của Monezy. Thật không thể tin nổi. Đó là bản hợp đồng trị giá 600.000 đô Gai Sport. Rất giá trị. Ở đây chúng ta cùng xem và no scope bắn chết người ở Mentos. Đó là vị trí của Benzan. Mặc dù Benzan rất chủ động trốn đi rồi, nhưng Monezy truy cùng diệt tận. Một tay năng trẻ. Điên rồ, đây thực sự là điên rồ đến từ Monezy. Quá điên. Kiểu simple. Người ta đã gọi anh bằng cái tên này suốt bao nhiêu lâu rồi. Ui. Thực sự nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này thì sẽ có một ngày vị trí Monezy không còn được gọi là em trai của Simple nữa đâu, mà có khi Simple sẽ được gọi là anh trai của Monezy. Quá kinh dị. Tin. Và đó là những gì Monezy cần để có được cho mình một vài highlight. Chịu rồi, bắn tới đây thì đúng là sự là khó thở. Thế bài Bia Benzan có vẻ như không còn vui tình nữa rồi, đẩy chuối luôn. Vừa rồi đã bắt được thành công Nico. Ở đây thì Wood 7 có một cái mạng của anh chàng Monezy. Đây một tình huống sấy tốt từ Toto. Cầu yếu Alex CB và có được một mạng nhan tơ đổi mạng thành công, vẫn là một cái thế 2 vét 4 thôi. Một vét 4 Monezy còn có thể làm được 2 vét 4, nhưng liệu rằng cặp đôi Hunter cùng với CB làm được hay không đây? Nhưng chắc có lẽ là không rồi. Hunter vừa rồi đã bị Acid kết thúc một cuối cùng. Acid làm cho mình được đổi mạng. Round thắng thứ 2 đã đến dành cho MIBA. Nhưng có lẽ họ phải thật sự bình tĩnh sau khi vừa phải trải qua một cú sốc. Chính họ và là nạn nhân cho pha highlight của cá nhân Monezy. Tuy nhiên không nhầm thì Monezy này mới chỉ là 17 tuổi thôi. Một độ tuổi còn rất trẻ. Và trong tương lai thì đương nhiên rồi, Monezy sẽ cùng với ai có thể đạt được rất nhiều thành công nếu như em ấy ngày một tiến bộ chững chạc hơn sau từng trận đấu. Thi đấu này thì MIBA đang chủ động đẩy lâu. Ui, setup này quá đẹp. Và nếu Jack không cẩn thận, xác suất nằm xuống là vô cùng cao. Nhưng Monezy bỏ qua mid rồi và tơ tố không biết điều này. Nico chắc chắn sẽ bị bóc máy. Monezy quay lại thì đã là quá muộn. Nào Hunter phải xử lý đối tượng mà thôi. Rất may mà Hunter kịp thời làm đổi. Bom Saya thì đã thủng hoàn toàn. Và đội MIBA sắp cứu hay không đây? Khoảnh khắc mà quả C4 này đặt xuống thì đội hình của MIBA xác suất để giành chiến thắng sẽ là thấp hơn rất nhiều, nhưng đổi lại họ đang có tương đối nhiều bom. Hai quả lửa, ba quả lửa thì chính xác hơn, ba lửa và hai nết là thừa đủ cho một pha retake. Và họ còn rất nhiều kit nữa, một ốp kê tầm xa, hai khẩu rifle áp sát gần vào. Hunter bị lửa nướng chín và chỉ còn lại hai thành viên là Jack cũng như Alexi mà thôi. Hai vết ba nhưng Alexi B đang đứng vị trí khá đẹp ở khu vực nghĩa địa. Alexi B flash trả ra không thể làm cho mình được đôi mạng, nhưng Jack đang đứng trên lầu. Thời gian không còn nhiều nữa, phải có một người kê lầu để cho người kia gỡ. Và Jack có mình cái mạng của Zota rồi, hết thảm. Đó sẽ là chiến thắng dành cho G2 Esports. Bắn quá tốt đến từ vị trí của Jack gì. Quá kinh nghiệm. Nó là quá kinh nghiệm. Buông chuột lại đá nút cuồn rồi. Đá nút cuồn rồi.
nhầm dây nguồn rồi. Không biết đây là lỗi đến từ đội tuyển nào đây. Nhưng mà trông giống là của MIBA lắm. Tôi vừa nhìn thấy có một người đứng hẳn lên. Có vẻ như là lỗi của chúng ta thì cũng đã được khắc phục xong khi mà tiếng nhạc đã kết thúc. Vừa rồi Jota có một vài cái động thái rời khỏi chỗ ngồi. Cảm giác như là dây điện nó hơi lỏng. Biết là có thế lực kỳ bí hay là đôi bàn chân nào cứ kéo nó ra không? Hai đánh cho Guy Sport. Và đến trận đấu ấy nào. Đây sẽ là một giao đấu mà Nico bắn đi e. Nico bắn đi e giáp 2, bom mìn đầy đủ. Trời đất ơi. Đây là người bỏ của một Mid và Hunter có một tình huống mà tranh cọc rất cẩn thận. Toto mặc dù bắn mình Hunter rồi đấy, nhưng Hunter cầm AK. Đó là một mạng dành cho Hunter và lợi thế hơn người dành cho Guy Sport. Bây giờ hợp lý nhất vị trí của Hunter có thể bắn khẩu DE được. Hunter cầm lại DE và đổi khẩu AK sang cho Nico sẽ là phù hợp hơn. Nhưng với việc mà vị trí của hai anh em đang hơi xa nhau, anh ở tận đầu sông, em thì tận cuối sông, thì hơi khó để có thể đổi súng trong thời điểm này. Setup của MIBA đang làm setup bắt bài 3 bom sai B. Mất một người ở mid vẫn bắn 3 B. Cực kỳ bất ngờ, và nếu như GI Sport đánh vào B thời điểm hiện tại, đó sẽ là một điều mà có lẽ phải hai AlexCB may ra mới nghĩ được. Đây cùng xem nào. Có khá nhiều những bất ngờ xảy ra trong trận đấu này rồi. Có quá nhiều những cái điều điên rồ khiến cho cặp đôi Caster tôi cũng như là Hana đang phải khản hết cả tiếng đi. Vì cái tình huống hú hét dành cho Guy Sport và những pha xử lý kinh điển của họ. Ezit đang bị quay trong ở cục mid và sẽ có người xuống trách rồi. Đúng là như thế, nhưng Ezit kịp đổi một và hết rồi. Đi xếp đến từ MIBA. Một vào đầu mà bắt bài đông B nhưng đối phương ở đánh nhà. Quá khổ cho Ezit, nghe được rất nhiều tiếng nhưng mà không biết phải làm gì cả khi đang bị quay. Một tình huống mà Ezit không khác gì cá nằm trong giọ và chỉ chờ chết thôi. Đổi một thì cũng là rất tuyệt vời cho Exit rồi. Tỷ số đương nhiên là 12 cho Guy Sport. Nico thậm chí không cầm M4 vắc đi e đi pick. Trời ơi. Rất M4 tự tin đến xa, Nico. Một viên vào đầu thì không chết. Thôi thì cầm DE viên đầu tiện chết luôn. Khi mà áp sát những góc tầm gần thì rút M4 ra cũng chưa muộn. Hợp lý. Đối phương check. Mà Nico vẫn chủ động check lại được gỗ 7 ạ. Quá cẩn thận. Đây là kinh nghiệm của một người đã thường xuyên tự bò chạy một mình tại những khu vực trọng yếu trên bản đồ kể từ thời điểm anh ấy bắn ở Faceland là quá lâu. Cho dù có thông tin đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng check đủ góc, không bỏ bất cứ góc nào cả, và đó là một quyết định hợp lý. Toto có vẻ đang rất buồn. Lại technical power nữa dành cho bên phía của MIBA. Thực sự là bây giờ rất khó cho MIBA. Khi mà chúng ta có thể thấy phong độ các player bên phía của iSport hiện tại đang là cực kỳ tốt. Nên bây giờ đến vị trí của Monezy cũng đang cười tươi như thế này, cho thấy Monezy cũng rất thoải mái thôi. Chill. Một cái trạng thái đang rất chill đến từ các play bên phía Guy Sport cho các trận đấu với cái MIBA. Họ gần như không gặp bất kỳ một áp lực nào cả. Trận đấu đầu tiên kết thúc lượt thi đấu VH là 11-14-1 rồi. Còn ở bắt đầu thứ hai này thì sao đây? Sẽ là bao nhiêu? Nico đang một tình huống đi chợ ở khu vực chuối. Làm cho mình được đổi mạng. Hết rồi chẳng. Đây là đi săn sale ngày Black Friday. Giả lập đi chợ một đường. Ôi, không nói nhiều. Ôi, Monezy bị bắn bắt đầu quay ngược lại revive luôn. Toàn đồng đội bắn nhau.
Và chẳng nhân vật nào đấy trong đấy thì G2 vẫn phải có một thứ gì đó đặc biệt. Hề thật sự, nhưng mà thực sự phải nói phản xạ món này gì rất tốt. Bị bắn ở đầu, quay tâm lại 180 độ bắn luôn. Bắn luôn mà. Hợp lý, hợp lý gì. Có lẽ là tưởng địch băng qua smoke. Đấy, quay ra lại lấy cho một mình. Quay tâm 180 độ bắn luôn. Và purify cái của món này gì, nhưng mà quả vừa rồi bắn vào đầu đau quá. Như bình thường mà là địch là chết tươi rồi đó, bởi vì nó là AK mà. Đi truy cùng diệt tận đối phương. Ui, cổ truyền khéo léo không một tiếng động. Và đó Hunter còn định táp vào đầu đối phương. Đó là một pha mà địch quay tầm 180 độ bắn vào đầu Hunter thì hơi quê. Đây, không vẫn không lấy lại pha highlight đó. Phải có tình huống mà bị chiều mòn hay gì, phản xạ. Phải có tình huống đó, đấy mới là highlight thực sự. Phản xạ tốt thật, công nhận. Cái né thứ hẹn trong tương lai đây rồi. Ui rồi, đẩy kíp chúng tôi và Nico thì bắn chết Toto rồi. Đây thì Money thì Alex CB, mỗi người có một mạng. Một round đầu cũng quá nhiều điều để nói. Nhưng mà 1 phút 40 giây đang là một cái T2 vs 5. Trời đất ơi, MABA đang thực sự không thể giữ cho mình cái đầu lạnh rồi. Khi mà từ nãy giờ cứ đẩy ra bắn nhau liên tục. Không phải kể đến thì G2 Sport, cái lối chơi của họ gần như đã bóp nghẹt MABA. MABA đôi lúc muốn vùng lên nhưng không vùng lên được. Thực sự thì rất khó. Khó để bảo họ giữ một cái đầu lạnh. Đấy, với cơ bản là họ bị bắn toàn mặt thôi. Thì làm gì còn đầu nữa đâu mà lạnh với chả nóng. 2v5. 1A, 1B. Bom nào cũng yếu như nhau cả. Vì chiều gút 7 thì khá khẩm hơn nhiều đồng đội một chút là có được hai quả bom. May sao còn tăng thêm được giới hạn sinh tồn. Nhưng mà bây giờ trong bom sai thì sao đây? Exit rất khôn ngoan, bắt đi được một người đầu tiên. Với việc biết rằng chỉ có một người, đã có một người bên trong bom sai B, thì rõ ràng G2 họ cũng suy luận ra ngay được. Đấy là cùng lắm thì MIBA có một người cuối cùng ở trong bom sai A mà thôi, và thậm chí còn đang chưa đặt bom. Họ chưa đặt bom, họ chờ cho những người đồng đội tiếp cận gần với bom sai B thì mới đặt để bắt súng triệt để. Nhưng mà bom chưa kịp đặt thì món này gì bắn xong rồi. Chắc có lẽ bây giờ nói về MIBA chỉ có một từ cho họ thôi. Một từ, hai chữ, đó là sự bất lực. Thực sự bất lực dành cho MIBA. Họ đang cố gắng hết sức rồi. Có lẽ rằng đối thủ hôm nay của họ là G2 Sport. Đội tuyển mà gần như mà tôi có thể coi là phát tính cứng của MIBA. Đẩy của MIBA ngày từ hôm nay đã không phát huy được quá nhiều hiệu quả nữa. Khi bên phía G2 Sport có những player tay rất to sẵn sàng đứng kia trì. Và rồi một tình huống mà Acid đẩy lầu nằm xuống bởi rách rồi. G2 Sport không hề ngại những tình huống đầu tay mà thậm chí họ còn thích cơ. Khi mà đầu tay thì G2 Sport có ngán ai đâu. Rách gì, Money gì, Nico Hunter hay thậm chí Alex CB. Tay cũng ở mức ổn, không phải là thuộc dạng tay bé. Trong cái lab của G2 hiện tại 4 người giảm mít cùng lúc. Tôi tưởng là 4 người định giặt đúng một đàng ngang giảm mít đồ bắn nhau tới chết thì hơi ảo. Có lẽ nếu cứ tiếp tục với cái tiến độ như thế này thì có lẽ là sang second half thì chúng ta chuyển qua bộ môn là bộ môn cắt một chiều để chiều lòng các bạn viewer. Cắt on way. Mình nhìn thì không có cách nào mà G2 thua nữa thôi. Ôi. Ôi, cần no hope. Đây là no hope dành cho đội hình của tuyển MIBA. Hút 7 móc máy sau lưng. Vị trí của Turtle giạt ra là nằm. Góc kêu hope đẹp đến từ Monezy và lại còn đang có phong độ tốt nữa. Chưa kể là còn có thêm cả vị trí anh chàng Nico. Và thôi xong rồi. Pha mát 1v4. Tôi mà là Turtle là tôi tự thả hết xuống chân luôn.
Tôi bảo là tôi tồi cho tôi vứt súng luôn, phải cầm nết chạy lăng quăng thôi. Cầm tôi dao vứt súng ra luôn, tôi cầm nết tôi phi thẳng một đường gạ luôn. Dao, đúng không? Bây giờ cầm dao lại nhá tôi gạ đống dao, vứt súng cầm dao gạ đống dao lại hay. Có lẽ chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi một chút trước khi đến với lượt thi đấu second half để theo dõi bản comeback không tưởng đến từ đội MIBA. Coils one. Killer. Yeah, they have 3 mid. You're clutching it, brother. Let's go timeout, please. Timeout a little bit. Holy Let's go timeout. Good luck on that. What the craziest highlights I've ever seen. Okay, guys, it's a cat. Be quiet. Vâng, và chúng ta chuẩn bị quay trở lại với lượt thi đấu second half, nơi mà các thành viên bên phía của MIBA đang là đội tuyển làm chủ thế trận. Họ tạm thời đang bị dẫn trước một chút thôi, chỉ một chút thôi. 11 round thi đấu không phải là vấn đề, con số có thể comeback được nếu như những anh chàng này vào lại đúng phong độ của mình. Họ hoàn toàn có thể bắn sáp nhập G2 vào cùng khu vực và đổi tên thành DBA ngay. Quan trọng là có muốn hay không, và pistol round là lúc để đội anh em MIBA tỏa sáng. Bò trườn lên khu vực lầu A đến từ bộ đội MIBA, còn trong khi đó G2 đang chủ động bắt bài 4 người khu vực bom xe A. Một quyết định có thể nói đến thời điểm hiện tại là đang chính xác. Vị trí của Hunter sẽ là người chủ động kê lầu. Jack bây giờ giạt ra middle thì khả năng cao nó sẽ phải chết thôi. Nhưng suýt chút nữa thôi, chỉ suýt chút nữa thì đội anh em MIBA đã có mạng rồi. Hơi đen là vị trí của Jack lại có một người bắn cover cho mình. Không dám 1v1 đứng đây. Bơm dàn vào bom xài tanh làm cho mình hai cái mặt. Rất gọn gàng dành cho đội của MIBA. C4 được đặt, G2 có lẽ nên đi xếp súng ngay bây giờ. Sẽ phải đi xếp gầy spot LCB, có muốn làm điều thần kỳ nào đó nhưng Zota bắn vào bom LCB rồi. Bắn easy thì sao, tuổi trẻ tài cao, có được một mạng rồi nhưng chắc có lại đi xếp thôi. Khi bên kia toàn là những ông chùm cả thần rùa không lối thoát exit, cùng với đó là cả Benzen nữa.
Đây Nico, Nico đang cố gắng gỡ quả bom này nhưng làm sao mà gỡ được đây. Khi mà Exit đã có cái mạng của Manny rồi. Nico đã bằng hết sức đổi được một rồi. Phải xếp đi, không thắng được. Không thể thắng được. MIBA mạnh lắm. Cái kia toàn thần rùa sao mà đấu được. Ông Toto. Exit cũng chỉ may mắn có được cho mình hai mạng thôi. Gặp đến tầm Toto không ăn thua. Quá ghê gớm. Nói chung là rùa gặp thần rùa thôi. Ui Alexibi cầm luôn cả mark 7. Một góc kê trước đến từ Nico. Không dám giạt ra để flick vào mặt của đối phương. Quá đen dành cho mình chịu Toto. Round thi đấu trước thôi không sao, anh đã làm tốt rồi. Nhiệm vụ anh chỉ đến đây mà thôi. Lộ hẳn của C4 ra đầu T bay cho đối phương biết là tôi đang cầm bom này. Rồi sau đó MIBA sẽ khiến cho đội bạn chủ quan và cuối cùng giành chiến thắng. Mọi thứ đã được tính toán. MIBA đang cố tình để mất Toto. Cố tình chết. Alex CB thì sao đây? Cầm cho mình một khẩu map 7. Căng. Bên phía bên kia có tận 4 player của MIBA vẫn còn sống. Đó là vị trí của gỗ 7. Tiền đạo Zota, chắc có lẽ Zota sẽ đi đầu thôi. Ta cùng xem Zota đi tay nào. Ui dồi ôi, quá quá đấy CB. Không sao, gỗ 7 bắn tốt rồi, mạng thành công rồi. 3 vết 4. Hunter băng qua sờ mốc nhưng có người kê rồi Hunter ơi. Zota bắn chết người trong side, double kill Zota. Tiền đạo Zota tỏa sáng rất đúng lúc. Khi mà MIBA đang cố tình để mất hai người, đó là vị trí Toto với cả vị trí của Ben Gian, thì Zota đã tỏa sáng. Mark 7 chỉ làm được một thôi. Tại vì sao? Khẩu súng này là do một người thầy ở Brazil đã tạo thành meta, là thầy Guri. Và MIBA là một đội tuyển đến từ Brazil, họ không còn lạ gì nữa cả. Uy lực chỉ được phát đầu tiên thôi. Mạnh nhưng mà không lâu. Thì hôm đầu tiên thì đúng phải công nhận là Toto là cố tình chết đấy. Nếu như là tất cả các bạn có để ý, để cho đồng đội có thể xử lý khó, quen với những pha xử lý khó đi. Ui xồi. Ui xồi dễ. Nó có khác gì như kiểu là đang đi shopping đâu. Đi đến đâu là có mạng ở đấy. Gỗ 7 di chuyển. Một tình huống di chuyển của gỗ 7. Điểm 10 chất lượng luôn. Bò chuyển trong làn smoke nó sẽ băng qua và biết rằng nối clear. Tranh cọc rất cẩn thận, đặt tầm tốt. Đủ đẳng cấp một pro player đến từ khu vực Brazil có khác. Tiền đạo Zota lại tỏa sáng rồi. Đây này là một cú sút. Chết vị trí của Jack G. Hunter đang trốn ở trên lầu nhưng mà Hunter thì làm sao mà bắt được Zota, thậm chí Zota không mất một máu. Monezy cũng là điều tương tự. Đội hình của MIBA họ quét sạch hoàn toàn các thành viên của G2 Esports mà không để mất một cắc máu nào cả, một điều rất khó để thể làm được trong đó thì đấu đối phương Nico. Đây Nico bị Nico rồi, bắn sau lưng không trúng tiền nào cả. Mark 10 chạy vào và hút 7 kết thúc luôn cái tên Nico. Thiên địch, một thiên địch của Nico. Tao không sao hết, tôi hiểu cảm giác của Nico mà. Thực sự tôi đã quá hiểu cảm giác của Nico rồi. Đừng buồn gì đấy. Em với anh em mình, hôm nào tỉ thí bia với nhau. Đùa với tôi, thực sự. Quay lưng lại bắn với nhau. Cả thế nữa. Đuổi bắt ở Mark Inferno. Bộ phim đến từ 500 Bros sản xuất. Có sự góp mặt của Nico đến từ Guy Sport và tôi đến từ 500. Ui, Monezy chớ rồi. Nhưng Monezy lại có rách bảo kê. 1v1 thì không thể thắng được. Nhưng mà 2v1 thì lại ỉ đông hiếp yếu. Đội hình của G2 Esports họ đã gặp quá nhiều những sự có lợi ở trong round thi đấu này. Bây giờ lại tiếp tục lần nữa 4-2 vs 1 này. Monezy kê và cả Hunter cũng kê.
đội hình của MIBR thì họ biết thừa là các thành viên của iSport không dám đối công với mình. Nó sẽ chủ động là lùi về. Trả một smoke ra chỉ để phách đối phương thôi. Nhưng mà trong lúc tay của địch đang cầm bom thì vị trí Hunter lại đẩy ra, không hề song vòng chút nào cả. Nhưng mà tờ tổ chứng tỏ rằng ai mới là người làm chủ ở đây. Anh ta bắt đi được hai thành viên phía đối phương rồi. Nhưng mà Jack và Alexi B vẫn tiếp tục một lần nữa là tận dụng những địa thế về mặt địa hình để có thể hạ gục những đối phương thành công. Rất khó tin một đội tuyển như MIBR lại đang để thua trước các thành viên của G2 Esports trong một đoạn thi đấu phun bài. Thực sự đó sẽ là một cái bất ngờ. Một cái bất ngờ rất lớn, chấn động trang báo ZGO. Ui dồi ôi. Tình huống rách quá đỏ. Cũng như là lúc đó chắc có lẽ tôi nghĩ rằng FPS của vị trí Benzine bỗng chốc tăng lên một tí thôi. Đâm ra đắc tâm không kịp. Như bình thường vị trí của Benzine là bắn chết Jack rồi đấy. Đây chúng ta cùng xem Toto đi tanh này có khác gì như đang đi shopping đâu, có một đường thẳng thôi. Không sao, 5-14, trận đấu sẽ càng kịch tính hơn nữa. Có lẽ MIBR đầu trước cũng cố tình để thua. Tôi tin là như vậy. Đội tuyển thì ngoài bắn CSGO ra thì trong gần đây tôi cũng thấy một số những thông tin đến từ một số những trang báo. Có lẽ MIBR đang có ý định chuẩn bị sang cả bên làng giải trí nữa. Nửa cây máu của Alexi B đã bay. Bây giờ thì MIBR đang có khá nhiều lợi thế về mặt quân số bên trong khu vực xa vào thời điểm này. Nhưng sách mặt quả smoke quá chính xác, trời ơi. Không sao, vẫn còn lại 3 người. Vẫn còn 3 người thì MIBR còn cơ hội. 3 vết xa 3 bên trong khu vực bom xe A. Nhưng sau lưng thì đi cô móc máy tới nơi rồi. Vị trí của hút bày đen quá. Không thể bắt được đối phương thành công với tiếng ốp vừa rồi. Bắn thế này chắc chắn phải có một phiếu report đến từ MIBR. Bắn không khác gì hack đến từ Nico cả. Thực sự là như thế. Thì nếu mà đúng thực lực ra, tôi nghĩ rằng MIBR sẽ thấy rằng phải thắng lợi thôi. Hay có lẽ là MIBR đang cố tình thua để giấu bài. Để giấu bài cho vòng showdown chẳng. Rất có thể là như thế. Họ nên tạo lên một bất ngờ, có nghĩa là giấu bài cả giải luôn. Chiều nhưng không thành công. Thực sự nếu nhìn như thế này thì có muốn một chiều cũng không thể một chiều được. MIBR được bắn trước quá nhiều pha mà họ cũng không thể hạ gục đi đội hình của G2. Bây giờ round thi đấu này, 10 cái match point, kịch bản không khác gì map thi đấu trước. Thì round đầu tiên đã là phải bắn toàn lục. Nico góc đứng vẫn đang là đẹp, còn tận 11 viên đạn AK với một người đồng đội đang bảo kê. Lửa trả ra sẽ ép Nico phải lùi về. Nếp này sẽ làm quả nếp đau. Rất may mắn đội MIBR họ đã lùi được ra, bớt ra làm cho mình hai mạng hạ gục cực kỳ khó tin. Monizy làm đổi. Nhưng tình huống vậy, bây giờ Monizy mới tìm lại được chính mình. Đây là cơ hội để Monizy có thể tỏa sáng những cố năm thứ trước đó rồi. Monizy tiếp tục có thể mạng gục nữa, không thể có mạng gục thứ ba. Chính xác là không thể có mạng gục thứ tư khi mà Turtle với một khẩu CZ75 chạy bắn sẽ là hợp lý hơn. G2 chỉ còn lại một cá nhân duy nhất mà thôi. Một round thi đấu mà đội hình MIBR gặp khó về mặt hỏa lực ngay giai đoạn đầu tiên. Nó đang làm cho các thành viên của G2 phải điêu đứng. Nhưng mà Jack đã quy tình huống về là 1v1 và Exit vẫn chưa thể đạt được quả C4 thành công. 39 HP cho một tình huống xử lý clutch. Và anh ta cũng không thể lùi về khu vực chuối được nữa khi mà sợ rằng Jack có thể đẩy vào bất cứ lúc nào. Sẽ chủ động là kê lại khu vực construction. Nhưng phải là một góc kê đẹp và được bắn trước ít nhất là một tơn đạn. Thì may ra Exit mới có cửa. Khi mà lượng máu này không thể nào bắn 1v1 một cách hào sảng với đối phương được nữa rồi. Bỏ truyền là rất khéo léo. Nhưng Jack cũng vô cùng kinh nghiệm. Jack vào bom site clear và biết rằng ở đây không có người. Phát hiện Exit đang ở đâu. Gỡ phách một nhịp. Vẫn tiếp tục kề. Nhưng nhá là quá dẻo đến từ Exit. Phải di chuyển thì coi như điểm 10 vị trí Exit rồi. Đây chúng ta cùng xem lại một pha bắn của Benzan cực kỳ chất lượng luôn. Manizy bắn quan điểm người hơn. Cái tình huống mà Manizy cực kỳ tự tin, rất bình tĩnh thôi, không vội vàng cầm dao sủi, sẵn sàng đứng lại cường với đối phương. Và tình huống cuối cùng thì có vẻ như Manizy hơi tiếc nhưng không thể có mình với highlight nữa. Thế có lẽ highlight như thế thôi là đủ rồi.
16-15 dành cho vị trí Gamma Bia. Đang rất cố gắng để có thể níu kéo lại một chút hy vọng. Round của đội 2 và nếu như Gamma Bia vẫn thắng được round thi đấu này, xác suất để có thể kéo trận thi đấu lên thêm vài round nữa cũng sẽ là cao. Gunter vừa giúp cho đội hình G2 có quá nhiều lợi thế tại khu vực Ách. Và ngay lập tức AlexCB cũng di chuyển về để đội hình của Gamma Bia không thể tanh được về CT. Timing của AlexCB quá hay. Đúng khoảnh khắc đối phương quay tâm đi thì AlexCB lại giạt ra. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc bây giờ bom sai B chỉ còn lại một người. AlexCB phải nhanh chóng quay về để hỗ trợ cho người bạn của bên trong bom sai là Nico. Nico phát hiện ra đối phương rồi. Nico không để hạng ai cả. Nhưng AlexCB farm qua làn công bạo cũng 7 thành công. Và Jota bị quay. Đây là lúc Jota phải chứng tỏ đẳng cấp của mình mà thôi. Không thể về A. Cũng không thể vào B. Bắt buộc phải có mạng. Thì mới có thể tấn công được. Về A không thể vào B thì đi đâu bây giờ? Chắc có lẽ lên bảng điểm số thôi. Tiền đạo Jota. Bên kia là khẩu ốp của Monezy. Khó Jota rồi. Hy vọng cuối cùng. Niềm an ủi cuối cùng của Brazil. Và hết rồi. Đó chính là chiến thắng dành cho Gai Sport. Ua. Uống ăn mừng cho phong cách nhiên ra làng lá đến từ Dách. Áo chỉnh, đây là áo chỉnh thực sự. MIBA làm đội tuyển mạnh về những tình huống bắn nhau tay to. Nhưng về cơ bản thì G2 tay cũng đâu có bé. Và có lẽ điều được nhắc tới nhiều nhất ở trong trận thi đấu ngày hôm nay sẽ là một pha highlight của Monezy. Một tình huống để đời của tài năng trẻ này mà hứa hẹn trong những năm thi đấu sắp tới thì Monezy còn có thể có thêm được nhiều thay đổi.